Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì nhân dịp mà Liên Bình Thoại ra thêm một cái sự kiện miễn phí mới thì ok thôi. Thì mình sẽ vào đây review cũng như là chuột bạch cho anh em cái sự kiện này nhá. Đó chính là sự kiện quà giỗ tổ anh em ạ. Thì đây là một sự kiện miễn phí và anh em chỉ có mất một cái tinh hoa lam để nhận thôi. Và đặc biệt ấy, cái sự kiện này thì nó chỉ kéo dài trong 2 ngày duy nhất thôi anh em nhá. Đó chính là từ ngày hôm nay là ngày 21 và ngày 22. Thì cái sự kiện này ấy, khi mà anh em mua cái lì xì đại đứng này, anh em sẽ có cơ hội mở được cái Big Lì Xì Boy. Và cái Big Lì Xì Boy này là giải đặc biệt, nó sẽ cho anh em được tùy chọn một vật phẩm bất kỳ trong Liên Bình Thoại, skin hoặc là biểu tượng hoặc mẫu mắt, nói chung là cái gì anh em cũng có thể chọn lựa nhé, kể cả các trang phục hiếm, trang phục vinh quang hoặc là bắt các thứ, có thể chọn hết nha. Và cái giải thưởng này ấy, thì mỗi một ngày chỉ có một người duy nhất đạt được thôi, có nghĩa là từ ngày hôm nay và ngày mai có nghĩa là chỉ được 2 giải thôi nhá anh em. Đó, cho nên là anh em nào mà hên mở được cái này thì cũng quá ngon. Ngoài ra thì anh em có thể mở được túi xịn sò này, trứng linh thú này, viên diệu kỳ, bộ tiết phẩm hoặc là bộ hết sách nha anh em. Ồ, một tinh hoa lam mua được thế này quá ngon gì anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ mua luôn nhá, để xem liệu là hôm nay mình sẽ được cái gì đây. Mong là ra được Big Lì Xì Boy. Ui dồi ôi, bộ tuyệt phẩm anh em ơi. Trời ơi, tiếc thế nhở, ra đúng cái món cùi nhất chứ. Ra được trứng thì ngon này. Mà thôi không sao, sự kiện miễn phí mà, mỗi người chỉ mua được một lần duy nhất thôi nha anh em. Đó, cho nên anh em nhớ nhá, vào cửa hàng báu vật này để nhận ngay cái lì xì đại đứng nha. Rồi, ok, tiếp theo mình sẽ vào cái sự kiện đó chính là khuyến mại quy đổi thẻ đặc quyền. Thì đây, 75 RP miễn phí của mình đấy nha anh em. Đó, anh em cứ bảo là sẽ bị thu hồi nhưng làm gì có thu hồi đâu. Trong khi đó, mình vẫn mở được nha anh em. Hôm nọ mình có nhận được mà. Đây, lịch sử xem nào. Trứng linh thú này, đa sắc này, bộ tuyệt phẩm này, 75 RP các thứ này. Đó, quà mơ thẻ. Sao giờ lại khóa nhỉ? Đáng lẽ bây giờ vẫn phải nhận được tiếp chứ đúng không anh em? Hình như bây giờ họ khóa rồi. Nhưng mà RP không bị thu hồi anh em ạ. Vẫn còn 75 RP. Và lịch sử đây, mình vẫn nhận được đa sắc kêu, đồ long này, tinh hoa cam, trứng linh thú. Đó, nói chung là nhận miễn phí, quá ngon là gì anh em. Đây, mình đã quy đổi 0 RP nha anh em. Đó, ok. Và chắc có lẽ là cái video này cũng phải tạm dừng đây thôi. Ok, rất mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách đó chính là like cũng như là subscribe kênh YouTube. Và khi nào mà có cái event gì mới thì mình sẽ thông báo ngay cho anh em nha. Ok, bye bye anh em.